Xin chào các bạn. Hôm nay tôi cùng các bạn sẽ đi tìm hiểu về một sản phẩm khá là mới của làng gốm Bát Tràng. Như trước mặt các bạn đây chính là mẫu sản phẩm đèn gốm. Đèn gốm sứ của Bát Tràng thì nó sẽ gồm 4 phần. Đầu tiên chúng ta sẽ đi từ dưới lên trên. Phần đầu tiên của nó chính là phần chân đèn được làm bằng gỗ. Như mọi người đang nhìn thấy đây. Phần thứ hai là phần thân đèn và được làm từ gốm sứ. Phần thứ ba của nó chính là phần ruột. Phần ruột này thì nó chính là một cái thanh kim loại dài đi ngầm ở bên trong phần thân của cái đèn này xuống đến phần dưới đáy. Nó chính là phần kết nối giữa cái dây điện đến phần bóng đèn ở trên này. Đây là cái đuôi đèn như mọi người đang nhìn thấy. Phần thứ tư của nó chính là phần mũ đèn. Mũ đèn này thì được làm từ chất liệu là vải. Và có thể xuyên được sáng. Và phần bên trong nó sẽ là một cái phần sắt để giữ cái mũ đèn ở trên phần đuôi đèn này. Thì đối với cái dòng đèn gốm sứ Bát Tràng này thì nó có rất nhiều các mẫu mã khác nhau. Phần thân đèn này chính là phần quyết định tạo nên các kiểu dáng của cái sản phẩm. Từ một chiếc lọ hoa, chúng ta cũng có thể tạo nên một chiếc đèn gốm Bát Tràng. Hoặc có thể từ một cái vò, chúng ta cũng có thể tạo nên một cái đèn gốm của Bát Tràng. Thậm chí là một cái chóe, chúng ta cũng có thể tạo nên một cái đèn gốm của Bát Tràng. Cái phần thân đèn này thì rất là đơn giản. Chỉ cần phần thân đèn dài và có phần rỗng ở bên trong thì chúng ta đều có thể tạo nên một chiếc đèn. Bây giờ chúng ta sẽ đi sâu hơn vào cái chi tiết của cái sản phẩm này để chúng ta có thể hiểu rõ hơn về cái bản chất của nó. Thì như các bạn đang nhìn thấy trong hình thì đây nó chính là tôi đã tháo dỡ phần đế đèn ra để các bạn có thể quan sát hơn vào cái chi tiết của cái sản phẩm này. Đây là phần đáy của cái bình đã được đục thủng ra như thế này để chúng ta có thể nhét một cái thanh sắt dài từ phần đầu này, từ phần đầu cho đến phần cuối. Đây, thanh sắt dài sẽ dài xuống đến tận đây, sẽ luồn dây điện vào phần trong này. Đây là một cái chân gỗ đế gỗ phi 12, đường kính 12 cm. Tôi sẽ lắp vào như thế này. Đây, nó sẽ có một cái đường dây ra đây để đối vào đây. Đây là một cái sắt và một cái long đen. Tôi sẽ đi vào nhé. Đây, khi chúng ta lắp vào như thế này. Chúng ta sẽ phải để cân vào đây. Tôi sẽ siết chặt lại. Việc tháo lắp của sản phẩm cũng rất dễ dàng. Cái cấu tạo của nó thì khá là đơn giản. Vì vậy trong quá trình sử dụng thì rất ít khi xảy ra trục trặc. Nó không như một số cái chủng đèn của bên Trung Quốc. Thì đèn Trung Quốc nó sẽ nhiều phần tụ, với cả nhiều phần khác nó phức tạp hơn. Điện này sẽ sử dụng trực tiếp điện 220V. Đèn này sẽ sử dụng trực tiếp điện 220 nhé. Rất ít linh kiện bên trong, như vậy thì nó sẽ sử dụng rất là bền, nó không bị hỏng vặt. Đây, như mọi người đang nhìn thấy, đây là phần dây. Phần dây này thì là phần dây để tăng to nhỏ đây. Chúng ta cắm vào điện rồi chúng ta sẽ điều chỉnh ở đây là phần to nhỏ của đèn. Bây giờ tôi sẽ lắp hoàn chỉnh cái đèn này lại. Các bạn đang nhìn thấy màu xanh đây là màu của vải. Ở bên trong nó chính là một phần bìa trắng. Bìa trắng xuyên sáng. Đây là một cái thanh tròn sắt để được giữ cái mũ đèn này cố định. Bây giờ tôi sẽ lắp hoàn chỉnh chiếc đèn này lại. Đầu tiên chúng ta sẽ tháo phần
Đó là có một cái đỡ ốc tròn như này bằng nhựa. Ở phần đuôi đèn chúng ta sẽ tháo phần này ra đầu tiên. Chúng ta có thể dùng bóng bao nhiêu watt thì tùy. Hiện tại tôi đang sử dụng bóng 25W cho cái đèn này. Chúng ta sẽ vặn bóng vào đây. Đây chiếc bóng. Đầu tiên thì chúng ta sẽ phải cho cái chụp đèn vào trước. Phần mũ đèn vào. Rồi chúng ta sẽ dùng cái ốc này. Chúng ta sẽ cố định cái phần đèn này lại để nó không di chuyển phần mũ đèn. Rồi sau đó chúng ta sẽ lắp bóng vào. Đây, việc lắp một chiếc đèn này cũng rất là đơn giản. Các bạn có thể vận chuyển đi thì nó cũng cực kỳ đơn giản. Bây giờ tôi sẽ thắp sáng cái đèn này lên. Đây, như mọi người đang nhìn thấy phần đèn đã sáng. Tôi sẽ cho to nhỏ. Rất là đơn giản. Như vậy, sau clip này, chắc hẳn các bạn đã biết thêm thông tin về cái dòng sản phẩm đèn gốm của Bát Tràng này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo.